chiếc xe máy dựng trước cửa nhà với chiếc mũ bảo hiểm treo hờ hững trên tay cầm. Và cửa nhà mở toang, chủ ngôi nhà hoàn toàn có thể bước ra bất kỳ lúc nào. Hãy xem lại những điểm bất thường này. Thái độ lén lút, liên tục quan sát phía bên trong ngôi nhà. Và trước đó vài phút, camera an ninh đã ghi lại được người đàn ông là chủ nhân đích thực của chiếc xe máy. Còn người đàn ông khả nghi này, đích thị là một kẻ có mưu đồ xấu với chiếc xe máy. Không gặp bất cứ khó khăn nào, tên trộm hành động khá dễ dàng trong việc gỡ bỏ chướng ngại vật là chiếc mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, không hề có một động tác phá khóa xe nào diễn ra. Tên trộm vội vã rời khỏi hiện trường với chiếc mũ bảo hiểm. Chiếc xe máy dựng trước cửa nhà và cửa nhà mở toang. Chủ nhân ngôi nhà hoàn toàn có thể bước ra bất kỳ lúc nào. Thế nhưng tên trộm vẫn kiên nhẫn gỡ từng vòng dây, thậm chí là phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần, thay đổi tư thế liên tục. Và chính hành động ngồi xuống này, vô tình tên trộm đã để lộ khá rõ gương mặt của mình trước ống kính camera an ninh. Và cuối cùng thì tên trộm cũng đã thành công trong việc gỡ bỏ chướng ngại vật là chiếc thang. Tuy nhiên, sau đó tên trộm không hề có thêm một động tác nào mà nhanh chóng tẩu thoát cùng chiếc thang. Vậy là ngay từ đầu tên trộm không hề có ý định trộm chiếc xe tay ga đắt tiền. Mục tiêu ngay từ đầu của hắn là chiếc thang được buộc ở đuôi xe. Mất chiếc thang, nhưng có lẽ chủ nhân ngôi nhà này vẫn còn may mắn vì chiếc xe máy đã không bị đánh cắp. Đồng hồ hiển thị thời gian lúc này là khoảng hơn 8 giờ sáng. Ngoài đường phố khá đông phương tiện di chuyển, thế nhưng trước cửa ngôi nhà này lại khá vắng. Có hai chiếc xe máy và một chiếc xe đạp được dựng nơi đây. Không người trông coi. Ít phút sau, một thanh niên mặc áo đen bước vào. Anh ta liên tục di chuyển và ngó nghiêng xung quanh. Và mở hẳn cửa ngôi nhà để hỏi về một điều gì đó ở khu vực này. Vài người khác cũng tò mò nhìn lại. Một vụ trộm xe chăng? Nhưng chiếc xe máy vẫn còn ở phía trước cửa ngôi nhà. Còn chiếc xe đạp bên cạnh đã biến mất. Chuyện gì đã xảy ra để người thanh niên áo đen phải hốt hoảng như thế? Trở lại ít phút trước đó, chiếc xe đạp đã được một thanh niên có dáng người cao gầy, mặc quần tây, áo sơ mi, trông khá tươm tất, dẫn đi khỏi khu vực này. Hành động của anh ta khá thản nhiên, không quan sát trước sau, không tỏ vẻ lo lắng như thái độ thường gặp của những tên trộm. Có thể anh ta là chủ nhân của chiếc xe đạp này chăng? Thế nhưng trước đó anh ta tiến đến chiếc xe đạp từ phía ngoài đường và ngay lập tức có một hành động khá kỳ lạ. Cúi gập người để gạt chống xe và luôn quan sát về phía bên trong ngôi nhà. Và sau đó là dẫn chiếc xe đạp đi trong vội vã. Từ lúc xuất hiện đến khi rời đi khỏi với chiếc xe đạp, anh ta chỉ mất có 15 giây. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta chính là một tên trộm. Và người thanh niên mặc áo đen này mới chính là chủ nhân thực sự của chiếc xe đạp bị đánh cắp. Tài sản bị trộm là một chiếc xe đạp, không có giấy tờ, biển số cụ thể, nên có lẽ người thanh niên áo đen này khó có thể tìm được tài sản đã mất của mình.